đối với dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định cụ thể về phòng cháy chữa cháy đối với trung cư cao tầng để người dân có phương án phòng cháy vì đây là khu vực có nguy cơ cao về luật địa chất và khoáng sản một số ý kiến đại biểu đề nghị về phân nhóm khoáng sản phải xem xét quy định rõ việc phân nhóm khoáng sản để áp dụng quy định quản lý trong trường hợp mỏ có nhiều loại khoáng sản khác nhau nghiên cứu tiêu chí phân nhóm khoáng sản gắn với tiềm lực vị thế quốc gia khoáng sản chiến lược gắn với quốc phòng an ninh như đất hiếm urani để xem xét hoàn thiện quy định về phân nhóm khoáng sản các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành luật phòng không nhân dân nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật tạo lập cơ sở pháp lý trong xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp toàn dân toàn diện nhiều tầng nhiều hướng phát huy sức mạnh của các cấp các ngành và toàn dân trong bảo vệ vùng trời tổ quốc